Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Con đường Việt Nam qua tiếng hát của quân Như Lan đến từ Phan Phổ. Kính thưa quý vị, đây là nhạc phẩm Con đường Việt Nam. Như Lan xin thể hiện trên trân trọng và thân thương nhất đến quý vị. Xin quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Con đường Việt Nam để cùng nhớ tới những thanh niên cô giáo, những tù nhân lương tâm đã vì tiếng nói tự do dân chủ mà phải vào phòng tù tội. Đó là không phải nơi của những người thân. Quý vị ơi, một chút nữa ai mà biết hát bài này lên đây hát chung với quý vị với Như Lan nha quý vị nha. Những chiếc chiếc tình
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.